Bèn có bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã ba la mật có nội không cho đến vô pháp hữu pháp không bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung xuất hiện ở đời thành văn bích chi phật thừa đều xuất hiện ở đời luận luận giả nói giáo hóa người trong cõi diêm phù đề cho đến trong thế giới nhiều như các sông Hằng khiến được thanh văn bích chi phật đạo không bằng dễ nói như bát nhã ba la mật cho người khác trong đây nói nhân duyên rằng vì các bậc thánh hiện đều từ bát nhã ba la mật xuất sinh nhỏ không bằng là đại bồ tát bích chi phật a la hán càng không bằng nữa là a na hàm tư đà hàm tu đà hoàn ái niệm cúng dường người biết thật tướng các pháp là các vua trời vua người và những người phước đức trong thế gian vì thế nên thường nói bát nhã ba la mật xuất sinh các hiền thánh rộng lớn giác nợ cho đến hết thảy các trời lại nữa giáo hóa người trong một cõi diêm phủ đề cho đến trong thế giới nhiều như các sông Hằng phát tâm vô thượng đạo cho đến an trú địa vị bất thối chuyển không bằng giải nói trái nghĩa bát nhã ba la mật cho người hỏi trên nói pháp phàm phu pháp nhị thừa không bằng thì có thể được này nói giáo hóa người phát tâm vô thượng đạo đạt được địa vị bất thối chuyển là việc Phật đạo cớ sao không bằng đáp nói trái nghĩa bát nhã có hai hạng một hạng Bồ Tát còn mang nhục thân sinh tử hai hạng Bồ Tát mang pháp tánh sinh thân không sinh không tử đối với Bồ Tát này chỉ cần nói việc quá trên việc của Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển là việc giáo hóa chúng sinh tịnh cõi nước Phật phân biệt tâm hạnh nghiệp nhân duyên của hết thảy chúng sinh trong ba đời vô lượng kiếp phân biệt các thế giới thảnh hoại kiếp số nhiều ít có tâm đại từ đại bi nhất thiết chí có vô thượng các Phật pháp có vô lượng các Phật pháp vì hạng người này mà nói pháp hơn giáo hóa chúng sinh trong cõi diêm phủ đề cho đến trong thế giới nhiều như các sông Hằng khiến họ phát tâm lại đạt đến địa vị bất thối chuyển từ địa vị bất thối chuyển trở lên đến Phật đạo trung gian còn có một hạng người gần Phật đạo muốn mau thành Phật giáo hóa cho hạng người này về chánh nghĩa bát nhã ba la mật phước kia rất nhiều vì sao vì dụng phước lớn nên phước đức cũng lớn thí như cúng dường tất cả thánh nhân cho đến Bồ Tát sắp mười đạo tràng trong mười phương thế giới nhiều như các sông Hằng không bằng cúng dường một đức Phật ví như phạm đến một thái tử đắc tội quá hơn phạm đến hết thảy người nếu cúng dường thái tử thảy có ân hơn cúng dường hết thảy phàm phu nếu phạm đến quốc vương đắc tội nặng hơn phạm đến thái tử nếu cúng dường quốc vương hơn cúng dường thái tử như vậy giáo hóa cúng dường cho vị Bồ Tát gần thành Phật công đức hơn sự cúng dường giáo hóa cho Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển nhiều như các sông Hằng vì sao vì dụng phước thâm hậu việc ấy có thể làm cho chúng sinh tăng trưởng bấy giờ để thích rõ bi pháp ấy có sức lớn nên bạch Phật rằng đối với Bồ Tát chuyển dần gần đến vô thượng đạo như vậy nên giáo hóa cúng dường công đức chuyển dần nhiều hơn bấy giờ tu Bồ Đề tán thán đế thích rằng lành thay, ông có thể an ủi khuyến tấn các Bồ Tát vì vô thượng chánh đẳng chánh giác mà dùng tài pháp bố thí, tài thí là cúng dường cơm áo vân vân, pháp thí là dạy sáu ba la mật vân vân. Đế thích đắc đạo nên gọi là thánh đệ tử. Pháp của thánh đệ tử là phải an ủi khuyến tấn các Bồ Tát. Trong đây nói nhân duyên rằng các thánh chúng ấy đều từ trong Bồ Tát xuất sinh. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát không thực hành sáu ba la mật, không thành vô thượng đạo, thời không có tu đà hoàn cho đến bích chi phật do nhân duyên của bồ tát nên có mười thiện đạo cho đến vô lượng phật pháp xuất hiện ở đời thế nên ba ác đạo bị dứt và có dòng lớn sát lợi cho đến có chư phật xuất hiện ở đời thế nên bồ tát giải nói chánh nghĩa bát nhã ba la mật dạy cho người gần thành phật phước đức rất lớn hết quyển 60 theo bạt hán hết tập 3.